Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Văn. Hôm nay sinh nhật Văn 26 tuổi và chúng tôi đang chờ Văn đến. Tôi sẽ tặng một bất ngờ lớn cho cô ấy. Để tôi sẽ hát một bài hát rất là hay là Happy New Year. Chúc mừng cô ấy có thêm một tuổi sinh nhật rất là mới. Tôi là Tiên Phước và đây là bạn của tôi. Anh ấy. Hi, chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng tôi đang chờ tất cả một buổi sinh nhật nhỏ cho Văn của Đen. Hello. Về đây, những món ăn của tôi còn chưa quẩy, còn có những ăn nướng, trái cây, đồ chua và hai cây nước đào rất nguyên chất của Pháp. Thì tôi rất hạnh phúc khi được tổ chức cho quẩy để tạo sự bất ngờ một cách tắt đèn. Và khi quay đến thì có một điều bất ngờ vô cùng amazing surprise hơn nữa. Và sau đây là chúng tôi sẽ gặp lại Hân. Xin chào cả nhà. Chúng tôi là những đôi bạn thân rất là hiệu quả. Tam ba đôi bạn thân cực kỳ rất là vui vẻ, vui tính và rất là trẻ con. Chúng tôi là They are children. Yeah, forever. Hôm nay chúng tôi sẽ chúc cô ấy bằng cách như thế này. Tôi rất là hồ khởi và chúng tôi sẽ chuẩn bị thời gian. Chúng ta sẽ dùng vài giây để chúng ta sẽ tiếp tục đến một video mới tạo sự amazing surprise cho cô ấy. Đừng nổi. Tắt điện. Chúng ta sẽ tắt điện các bạn ơi. Thôi bạn quay gần lại không? Chúng ta sẽ tắt điện. Tắt điện đi. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Tắt thêm một cái này nữa các bạn. Mọi người hãy đón chờ những điều hồi hộp sắp tới nha mọi người. Và chúng ta thấy rõ không? Và chúng ta sẽ đón đến quay được khung quay đến những tiếng cốc cốc cốc. Cái cửa kéo ra cái vô này quay để đến và chúng ta sẽ bật điện lên. Giờ chúng ta sẽ tắt nến. Ok. Cái nào? Tiếng gì tiếng cửa kéo ra là đốt nến. Thôi mình dừng đi không? Dừng xong quay tiếp.